Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một video ngắn giới thiệu đến các bạn cách để chọn một cái kìm bấm code khi mới bắt đầu ráp tủ điện. Thì ở đây hiện tại công việc của mình ráp tủ điện cũng khá nhiều. Thì mình sử dụng hai loại kìm. Đây là một cái kìm có cộng lực. Thì mình sử dụng để bấm những cái code lớn như code trần này. Đó, đây là kìm mình sử dụng để bấm dây động lực. Ở giá thì nó cũng bình dân. Đây, đây nó có các kích cỡ trên này. Vì kìm này nó lớn nên nó chỉ sử dụng mình sử dụng nó để bấm các dây động lực như dây lớn, dây 4 chấm, dây 6 chấm. Còn mình sử dụng thêm một cái kìm. Đây là một cái kìm bấm code nhưng mà nó nhỏ gọn hơn, nó có thể cầm được trong tay như thế này. Đó thì nó cũng bấm được các loại code code tròn. Đây mình sử dụng ở răng dưới này để bấm code và trên này có thể cắt dây. Mình sử dụng loại code này để mình bấm các code dây tín hiệu. Đây ví dụ các code nhỏ nhỏ là 1.25 này thì mình sử dụng cái loại kìm nhỏ này để bấm nó tiện hơn là sử dụng cái kìm lớn. Kìm nhỏ thì mình có thể cầm trong tay nên là cái thao tác mình làm rất là linh hoạt. Còn cái kìm lớn này vì nó rất là lớn nên là mỗi lần bấm là rất là tốn công và làm nó không có nhanh. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ mọi người về cách để chọn thêm chọn dây và bấm code. Thì ví dụ như ở đây mình có cái đầu đầu code này. Thì cái đầu code này trên này là nó ghi là đầu code 5.5 và mình sẽ sử dụng loại dây, đây là loại dây loại mềm 6 chấm và mình sẽ sử dụng loại kìm lớn để mình bấm. Có cho các bạn xem thì về cái dây này theo kinh nghiệm mình để tuốt cái đầu dây ra thì mình sẽ sử dụng dao cắt giấy. Mình sẽ đo cái đoạn mà để nó nằm trong cốt này nó như thế này. Rồi sau đó là mình sử dụng dao cắt giấy này, mình cứ nhẹ một vòng cho nó dễ đứt cái lớp vỏ ra và sau đó mình sử dụng tiếp một cái kìm tuốt dây này, mình tuốt ngược ra đó thì nó rất là dễ ra. Chứ còn bình thường thì sử dụng kìm này mà không có dao cắt giấy để tuốt cái lớp vỏ thì nó rất là khó. Nói chung tất cả loại kìm này thì giá rất là bình dân, từ vài chục nghìn đến dưới 300 nghìn thôi. Thì sau đó thì mình chỉ cần đút cái đầu code này vô và đây, đây là trước khi bấm code đó. Và mình sử dụng cái kìm code này để mình bấm. Thì theo kinh nghiệm mình để siết chặt dây thì mình sẽ code này là code 5.5 nên mà mình sẽ sử dụng cái vòng thứ hai, vòng này cái đầu răng này là đầu răng 5.5 và mình sử dụng đầu răng 5.5 và đầu răng là 2 chấm để mình siết cho nó chặt. Mình sẽ bấm hai lần, đấy là với dây động lực. Rồi mình trước tiên mình sẽ bỏ vào đầu răng 5.5 trước. Rồi, sau khi kê chính rồi mình chỉ cần rồi hiện tại là mình đã bấm xong ở răng ở vị trí lỗ là 5.5. Sau đó mình sẽ lật cái kìm lại, mình sẽ chuyển qua lỗ 2 chấm, mình bấm chồng lên trên này một lần nữa. Việc này nó giúp cho cái dây nó cái cốt nó siết chặt cái dây hơn. Rồi, rồi. Đó, theo kinh nghiệm mình thì siết hay là bấm cốt hai lần như vậy thì cốt nó ăn dây rất là chắc chắn. Rồi, đây là cái đầu cốt sau khi mình bấm xong. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái đầu chụp này đối với cái đầu loại cốt trần này. Thì sau khi bấm cốt xong thì mọi người nên có cái đầu chụp này. Nếu mà không có đầu chụp này có thể sử dụng dây co nhiệt để mình bảo mình co cái vị trí mà mình vừa bấm cốt lại để cho nó thẩm mỹ và nó an toàn hơn. Thì
cái loại này thì mình thường mình sẽ đút cái đầu lớn thì nó sẽ chụp lên vị trí code và cái đầu nhỏ thì nó nằm trên đường dây. Chúng ta nên chọn cái kích cỡ của cái đầu chụp nó phù hợp với cái loại dây và loại code thì nó sẽ siết dây rất là ôm và chắc chắn đó. Rồi sau khi bao cái đầu chụp lại thì nhìn cái code nó rất là đẹp đó. Và bây giờ đây là xong cái loại bấm dây động lực, mình sử dụng loại kìm bấm code lớn. Và đối với các loại dây nhỏ, ví dụ như dây điều khiển, dây đây là dây 0.75 là 0.5 thì mình sử dụng cái loại kìm này để mình bấm code, nó rất là nhanh. Thao tác bấm dây tín hiệu với cái bấm kìm bấm code này nhỏ, cầm rất là vừa tay. Đó, thì cái loại này thì đơn giản thôi. Mình sử dụng loại kìm kẹp này, kìm tuốt dây này, mình sẽ tuốt một phần nhỏ rồi sau đó mình đưa vào code. Đây là code 1.25 nên là dây nó hơi rộng tí. Rồi mình sử dụng code mình vào và mình sử dụng cái kim này, mình bấm rất rất là tiện và vừa tay. Đây. Đó là làm rất là nhanh. Đây mình sử dụng cái lỗ nó hơi bị dẹp đó, sử dụng loại kìm này, kìm không có cộng lực này thì bấm các cốt nhỏ rất là nhanh và tiện, dây cũng rất là chắc. Còn nếu mà sử dụng cái kìm lớn này để bấm các dây nhỏ thì rất là khó vì cái găng tay mình không thể nào mà cầm hết được cái cán kìm này. Rồi đây là dây điều khiển thì mình sử dụng cái loại kìm này. Và ngoài ra còn một số loại cốt rỗng này dùng để làm dây tín hiệu. Thì loại cốt này cũng đơn giản, mình có thể sử dụng loại kìm kẹp hoặc là kìm này để mình bóp ren nó lại thì cũng được, chỉ cần nó siết lại thì nó dính thôi. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.